Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết tặng quà lực lượng vũ trang Vương quốc Campuchia nhân Tết cổ truyền Chon Thanom Thomai năm 2024. Thay mặt Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tổng cục Dịch vụ Quân sự Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Bộ Chỉ huy Hiến binh, Ti Công an, Tiểu khu Quân sự, Cảnh sát Bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Cần Đan và Tà Keo cùng gia đình đón năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc và lực lượng vũ trang hai nước ngày càng thắt chặt bền vững. Trên tinh thần truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc, Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm mong rằng trong thời gian tới, lực lượng vũ trang ba tỉnh An Giang Việt Nam và Cần Đan Tà Keo của Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xây dựng quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển các chất ma túy, mua bán người và các loại tội phạm khác, thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng nhau giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tôn trọng độc lập toàn và lãnh thổ của nhau, không để xảy ra các điểm nóng trên biên giới, với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.